Rồi, sang bài số 2 cũng vậy. Tìm cốt của arc sin 3/5 trừ cho arc tan 2. Cái này giống nhau, phần trước mình giống nhau của bài số 1 đó. Vậy mình hiểu gì về arc sin 3/5? Arc sin 3/5 là sin của một cái góc hay một cái cung có giá trị là 3/5. Cũng vậy, arc tan 2 tức là tan của một góc hay một cung có giá trị là 2. Cái ý nghĩa của arc sin 3/5 là góc trừ cho arc tan 2 là góc, góc trừ cho góc, cốt của góc trừ cho góc. Xong. Bây giờ arc sin 3/5 là sin của một góc là có giá trị 3/5 mà góc đó chưa biết tên, mình đặt ra đặt alpha bằng arc sin 3/5. Khi mình đặt alpha bằng hàm ngược của sin, ngoài ra mình có thể ghi là sin trừ 1 3/5. Khi mình đặt alpha bằng hàm ngược của sin thì mình phải có điều kiện cho alpha. Điều kiện cái góc alpha phải lớn hơn hoặc bằng trừ pi trên 2, nhỏ hơn hoặc bằng pi trên 2. Nhớ nha, có dấu bằng. Nhớ là có dấu bằng đối với hàm ngược của sin về cái góc. Vậy sin của một góc, sin của một cung mà cái góc cái cung đó là alpha có giá trị là sin của một cái góc có giá trị là 3/5 mà góc đó là alpha. Như vậy suy ra ta được sin của alpha bằng 3/5. Nhắc lại, sin của một cái góc có giá trị là 3/5 mà góc đó mình biết là alpha. Như vậy suy ra ta được sin alpha bằng 3/5. Khi mà sin alpha bằng 3/5, ta nhớ đến công thức sin của tam giác. Sin thì bằng đối chia huyền. Vậy mình vẽ tam giác vuông ra ABC, ABC mình chọn góc A là alpha. Sin thì bằng đối chia huyền. Đối là 3, huyền là 5. Vậy ta có 3, 5. Và ta cần tìm AC. Theo định lý Pythagore, ta có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Và suy ra ta được bình phương cạnh góc vuông bằng bình phương cạnh huyền trừ cho bình phương cạnh còn lại. Và lấy căn ra ta được AC bằng bình phương cạnh huyền là 5 bình phương trừ cho bình phương cạnh còn lại là 3 bình phương. 5 bình phương trừ cho 3 bình phương. 5 bình phương là 25, trừ cho 3 bình phương là 9, ta được 16. 25 trừ cho 9, ta được 16, lấy căn ra ta được là 4. Vậy AC bằng 4. Ta có sin alpha rồi, ta cần tìm cos alpha. Cos thì bằng kề chia huyền. Vậy cos alpha bằng kề là 4, huyền là 5, ta được 4/5. Tới đây ta đã tìm được sin alpha, cos alpha. Vậy sang phần kế tiếp là arc tan 2. Arc tan 2 nghĩa là gì? Tan của một cái cung hay một cái góc có giá trị là 2 mà góc đó chưa biết tên. Vậy ta đặt tên nó ra. Đặt beta bằng arc tan 2. Nhớ là hai góc này là hai góc khác nhau của hai tam giác nha, không có cùng nhau đâu. Đặt beta bằng arc tan 2, hay là người ta có thể là bằng tan trừ 1 của 2. Tan trừ 1 có giá trị là 2. Là hàm ngược của tan có giá trị là 2. Khi mình đặt beta bằng hàm ngược của tan thì mình phải có điều kiện cho góc beta. Vậy góc beta phải lớn hẳn hơn trừ pi trên 2, nhỏ hẳn hơn pi trên 2. Không có dấu bằng nha. Đối với sin là có dấu bằng. Đối với tan là không có dấu bằng. Tại sao mình có cái phần này? Nhớ là lý thuyết đấy. Rồi, tan của một góc hay một cung có giá trị là 2 mà góc đó mình biết là beta. Như vậy suy ra tan beta bằng 2. Tan beta bằng 2. Khi nói đến tan beta bằng 2 thì mình nhớ đến công thức. Tan thì bằng đối chia kề. Đối là 2, kề là 1, 2 chia 1 bằng 2. Vậy trở về tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, tam giác khác. Mình chọn góc A phẩy là beta. Tan thì bằng đối chia kề. Đối là 2, kề là 1. Vậy ta có 2, 1. Vậy ta cần tìm cạnh huyền. Theo định lý Pythagore, ta có bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.
và lấy căn ra ta được a phẩy b phẩy bằng cạnh góc vuông bình phương cộng cạnh góc vuông khác bình phương, tức là một bình phương cộng cho hai bình phương là 5. 5 không lấy căn ra được, ta để là căn bậc 2 của 5. Vậy, ta đã có tan beta, ta cần tìm sin beta. Sin thì bằng đối chia huyền. Vậy, sin beta bằng 2 trên căn bậc 2 của 5. Và cos beta thì bằng kề chia huyền, tức là cos beta bằng 1 trên căn bậc 2 của 5. Ta được sin alpha, cos alpha, sin beta, cos beta. Vậy, ta cần kiếm sin của arcsin 3/5 và trừ cho arc tan 2. Ghi lại. Xin lỗi, cos của arcsin 3/5 trừ cho arc tan 2. Cos của arcsin 3/5 trừ cho arc tan 2. Arcsin 3/5 là alpha. Trừ cho arc tan 2 là beta. Như vậy ta có cos của alpha trừ beta. Theo công thức trừ ta có cos trừ, tức là cos cos sin sin dấu cộng, cos trừ cos cos sin sin dấu cộng. Vậy cos của alpha trừ beta, thế vào ta được cos alpha 4/5, thế vào cos beta 1 trên căn bậc 2 của 5, thế vào, cộng cho sin alpha 3/5, sin beta 2 trên căn bậc 2 của 5. Và mẫu số là 5 nhân căn bậc 2 của 5. Tử số ta có 4 nhân cho 1 là 4, cộng cho 3 nhân 2 là 6, 6 cộng với 4 là 10. Đúng không? 6 cộng với 4 là 10. 10 chia cho 5, ta được 2. Như vậy ta được 2 trên căn bậc 2 của 5. 2 trên căn bậc 2 của 5. À, làm lại lần nữa nha. 4 nhân 1 là 4, cộng với 3 nhân 2 là 6. 6 cộng với 4 là 10. 10 mẫu số có 5. Ta đơn giản 10 chia 5, ta được 2. Và còn dư lại căn bậc 2 của 5. Vậy, cos alpha trừ beta, hay là mình nói là cos của arcsin 3/5 trừ cho arc tan 2 bằng 2 trên căn bậc 2 của 5. Và đến đây, ta đã xong bài số 2. Hẹn gặp lại các bạn bài kế tiếp và đừng quên chia sẻ nha. Giúp nhau cùng học. Ok, bye.